Ngày 10 tháng 12, nguồn tin cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, tạm giam đối với Hoàng Văn Hữu, sinh năm 1991, Đào Văn Thể, sinh năm 1980, Vũ Hoàng Bình, sinh năm 1987, Đỗ Mạnh Dũng, sinh năm 1984 và Đào Đình Luyện, sinh năm 1977, đều trú tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, về tội cưỡng đoạt tài sản, quy định tại Điều 170 Bộ Luật Hình sự. Theo cơ quan công an, các bị can Hoàng Văn Hữu, Vũ Hoàng Bình, Đỗ Mạnh Dũng, Đào Đình Luyện đã làm giả bằng cấp để xin làm cộng tác viên tạp chí, còn Đào Văn Thể mạo danh cộng tác viên của tạp chí này. Nhóm này đã chiếm đoạt tiền của hàng chục bị hại, với tổng số tiền chiếm đoạt gần 200 triệu đồng. Theo cơ quan điều tra, hầu hết các bị hại đều là đại diện cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân. Vụ việc gây bức xúc trong cộng đồng doanh nghiệp và người dân ở Thái Nguyên, gây ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh, cũng như ảnh hưởng tới uy tín của các cơ quan báo chí. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đã đưa vào kế hoạch đấu giá 2 khu đất vàng nhằm kêu gọi đầu tư xây dựng hạ tầng phục vụ du lịch nghỉ dưỡng cao cấp. Theo đó, dự kiến vào ngày 28 tháng 12, Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tổ chức phiên đấu giá khu đất số 5 đường Lê Lợi nằm cạnh sông Hương. Khu đất vàng này rộng hơn 8.000 m2 với giá khởi điểm cho thuê quyền sử dụng đất gần 823,9 triệu đồng một năm, chưa bao gồm các loại thuế, phí khác theo quy định. Còn vào ngày 29 tháng 12, tỉnh Thừa Thiên Huế cũng sẽ tổ chức đấu giá khu đất vàng rộng hơn 7.000 m2 ở số 8, 10 đường Phan Bội Châu và số 19 đường Nguyễn Huệ, thành phố Huế, nhằm mục đích xây dựng tổ hợp thương mại, dịch vụ, khách sạn cao cấp 4-5 sao, quy mô từ 80 đến 100 phòng với tổng mức đầu tư hơn 675 tỷ đồng. Giá khởi điểm bán đấu giá khu nhà đất này gần 231 tỷ đồng. Đây là những hình ảnh tại dự án nhà máy xử lý chế biến rác thải Phương Đình, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội, do Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Quang làm chủ đầu tư. Dự án này có tổng mức đầu tư hơn 270 tỷ đồng, tọa lạc trên khu đất rộng 4,75 hectare, được chứng nhận đầu tư lần đầu vào năm 2012. Người dân nơi đây cho biết, sau thời gian ngắn hoạt động từ tháng 4 năm 2016, nhà máy xử lý rác thường xuyên hỏng hóc thiết bị. Từ tháng 4 năm 2018 đến nay, nhà máy xử lý rác thải này đã dừng hoạt động, không tiếp nhận xử lý rác. Được biết, nhà máy có công suất giai đoạn 1 đạt 300 tấn một ngày đêm, đảm nhiệm xử lý toàn bộ chất thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn huyện Đan Phượng, các khu vực lân cận như Hoài Đức, Phúc Thọ, Quốc Oai và rác thải công nghiệp không nguy hại của các làng nghề, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, sau một thời gian bị bỏ hoang, đến nay các hạng mục của nhà máy đang bị hoen rỉ, xuống cấp. Được đầu tư xây dựng 1.300 tỷ đồng, thế nhưng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An giai đoạn 2 vẫn chưa thể đi vào hoạt động dù thời gian đã trôi qua 8 năm. Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An giai đoạn 2 được Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An phê duyệt ngày 6 tháng 11 năm 2015 với tổng mức đầu tư 1.300 tỷ đồng, quy mô 600 giường bệnh, tổng diện tích sàn gần 55.000 m2. Năm 2016, dự án được khởi công. Theo dự kiến, quý 1 năm 2018, Bệnh viện hoàn thiện kiến trúc và lắp đặt thiết bị. Dự kiến quý 2 năm 2018, Bệnh viện quy mô 600 giường này đi vào vận hành chính thức. Đến tháng 5 năm 2023, sau nhiều năm chậm tiến độ, Công ty Cổ phần Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã tổ chức lễ khánh thành kỹ thuật Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An giai đoạn 2. Sau lễ khánh thành, dự kiến bệnh viện sẽ đi vào hoạt động, đón tiếp bệnh nhân trong quý 4 năm 2023. Tuy nhiên, đến tháng 12 năm 2023, bệnh viện này vẫn còn dang dở, chưa thể đi vào hoạt động. Đây là công trình trọng điểm của tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên, việc thi công dự án này lại dang dở, kéo dài, ảnh hưởng đến việc khám chữa bệnh của người dân. Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, tính đến ngày 12 tháng 10, trên địa bàn tỉnh này còn tổng cộng 923 công sở bỏ hoang, nhà đất công vô dư. Trong đó, có 47 trụ sở làm việc, 43 trạm y tế, 13 trường học, bao gồm có 9 điểm lễ, 820 nhà văn hóa thôn, tổ dân phố vô dư, chưa được bố trí, sử dụng hoặc chuyển đổi mục đích công năng sử dụng. Trong khi những công sở bỏ hoang chưa được sắp xếp sử dụng, thì nguy cơ lãng phí công sở tại tỉnh Thanh Hóa sẽ còn tăng, bởi trong giai đoạn 2023-2025, địa phương này tiếp tục sáp nhập thêm một đơn vị hành chính cấp huyện và 147 đơn vị hành chính cấp xã. Ngày 10 tháng 12, lực lượng công an huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương vẫn đang tiếp tục tìm kiếm người đàn ông nhảy cầu gãy trên địa bàn. Danh tính người nhảy cầu là NTM, sinh năm 1993, ở xã Tân Hiệp, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, làm nghề lái xe cho một doanh nghiệp trên địa bàn, đã có vợ con. Trước đó, camera an ninh đã ghi lại hình ảnh một người đàn ông điều khiển ô tô đi đến cây cầu gãy ở ấp 1A, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Tới nơi, người này bước xuống, đứng nhìn xuống dòng nước một lúc rồi nhìn qua nhìn lại xung quanh. Tiếp đó, người này trèo qua lan can cầu rồi nhảy xuống dòng sông bé. Lực lượng chức năng địa phương sau đó đã đến hiện trường tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Theo một lãnh đạo công an huyện Phú Giáo, vị trí nam thanh niên nhảy cầu có dòng nước chảy xiết, mạnh, nhiều đá nên rất khó khăn cho việc tìm kiếm. Chuyển sang các tin tức quốc tế, hãng Reuters đưa tin nhóm vũ trang Kataib Hezbollah do Iran hậu thuẫn tại Iraq đã tuyên bố sẽ tấn công nhiều hơn vào lực lượng Mỹ. Kataib Hezbollah tuyên bố đã thực hiện 11 cuộc tấn công nhắm vào lực lượng Mỹ trong ngày 8 tháng 12. Đây là số vụ tấn công trong một ngày nhiều nhất kể từ giữa tháng 10, thời điểm căng thẳng Trung Đông gia tăng do xung đột giữa Israel-Hamas. Chia sẻ trên mạng xã hội, Bộ Chỉ huy của Kataib Hezbollah cho biết các cuộc tấn công nhằm vào lợi ích của Mỹ hôm 8 tháng 12 là sự khởi đầu của các quy tắc giao tiếp mới. Mỹ và Thủ tướng Iraq lên án vụ tấn công đó, cho rằng đây là hành động khủng bố nhằm vào một cơ quan ngoại giao. Tuy nhiên, Kataib Hezbollah cho rằng cơ sở này là căn cứ liên quan đến việc lập kế hoạch cho các hoạt động quân sự. Trong một cuộc trao đổi với Thủ tướng Iraq ngày 8 tháng 12, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cáo buộc Kataib Hezbollah và nhóm Hadraket Hezbollah al-Nujaba gần đây tấn công lợi ích của Mỹ và tuyên bố Mỹ sẽ có quyền đáp trả. Theo Reuters, giới chức Mỹ đã báo cáo hơn 80 cuộc tấn công nhằm vào lợi ích của Mỹ tại Iraq và Syria kể từ giữa tháng 10. Ngoài các nhân viên ngoại giao ở Iraq, Mỹ còn có khoảng 2.500 binh sĩ đóng tại nước này để cố vấn và hỗ trợ các lực lượng địa phương chiến đấu với tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng. Lầu Năm Góc ngày 9 tháng 12 cho biết, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden sử dụng quyền khẩn cấp để bán gần 14.000 quả đạn xe tăng cho Israel mà không cần Quốc hội xét duyệt. Thương vụ này trị giá 106,5 triệu đô la Mỹ, bao gồm 13.981 quả đạn chống tăng 120mm, đạn xe tăng Tracer cũng như sự hỗ trợ kỹ thuật hậu cần từ Mỹ. Theo tuyên bố của Lầu Năm Góc ngày 9 tháng 12, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã trình bày với Quốc hội về việc dùng quyền khẩn cấp nói trên. Ông giải thích rằng đạn xe tăng phải được cung cấp ngay cho Israel vì lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ. Lầu Năm Góc nêu rõ, Mỹ cam kết đảm bảo an ninh cho Israel và điều quan trọng đối với lợi ích quốc gia của Mỹ là hỗ trợ Israel phát triển và duy trì khả năng phòng vệ mạnh mẽ. Israel sẽ sử dụng năng lực để ngăn chặn các mối đe dọa trong khu vực và tăng cường khả năng phòng thủ. Tuyên bố của Lầu Năm Góc cũng lưu ý, thương vụ này không ảnh hưởng đến năng lực quốc phòng của Mỹ.